Rất cảm ơn khán thính giả Du Hình để xem phần 2 của chương trình bình luận của Vicao TV. Trong phần này chúng tôi bình luận về cái nội bộ nước Mỹ Dân Chủ và Cộng Hòa, đặc biệt là ông bà chủ tịch đảng Dân Chủ và Nancy Pelosi. Bà trong một cái cuộc nói chuyện 60 phút của đài CBC gọi là 60 Minutes thì bà nói ra một điều chúng ta hiểu được tại sao bà nói. Bà nói rằng là cái chủ nghĩa dân chủ đó, chủ nghĩa xã hội nó không phải là cái quan điểm của đảng Dân Chủ. Tại sao bà phải thanh binh thanh Nga đính chính như vậy? Thật sự thì tới giờ này dư luận bên ngoài, chứ không phải chỉ riêng về ông Donald Trump hay là những người Cộng Hòa, nói rằng là càng ngày cái đảng Dân Chủ của bà Nancy Pelosi đã có khuynh hướng tả và đi gần với tả khuynh cộng sản, chủ nghĩa cộng sản hơn. Thì cái điều đó, những cái từ ngữ đó làm cho thấu tới bà Dân Chủ, bà chủ tịch cái quốc hội, bà rất là lo sợ. Vì thế cho nên bà lên một cái chương trình 60 phút để nói về cái chuyện này để cắt nghĩa. Bà nói rằng là hiện giờ cái chuyện đó nó có chứ không phải không có, nhưng mà cái đó đối với bà đó là chỉ là những cá nhân của những người đó chuẩn bị cho tranh cử 2020. Và vì tranh cử như thế cho nên họ tìm cách họ tạo ra một số cái vấn đề là hấp dẫn và tiến tới cái chỗ, đi tới cái chỗ là gần là khuynh tả, hay khác đi là cái những vấn đề đó là bà gọi là xã hội mà tiến bộ, chứ bà không có dùng chữ khuynh tả. Cái cho chúng ta thấy là đây cái ngày bầu cử là ông Trump quánh đúng điểm. Một cái người nữa mà người ta hỏi bà nói là ông Bernie Sanders, là một cái nghị sĩ ở trên Vernon, cái thành cái tiểu bang Vernon. Bà là ông đó là một cái người tranh cử trong cái ứng cử viên tổng thống thời trước với bà Clinton để chọn, được chọn là Dân Chủ nhưng mà không được chọn. Thì lúc đó ông là Dân Chủ nhưng bây giờ là ông nói là ông không là Dân Chủ, ông tách ra, ông là đảng độc lập. Và cái khuynh hướng của ông nói thẳng ông là có cái khuynh hướng là Dân Chủ là xã hội. Nói theo cái nghĩa này thì chính là nó là chủ nghĩa xã hội rồi. Và bà nói cái người ông này không phải là người của đảng Dân Chủ. Ngoài ra thì bà liệt kê cho người ta thấy là tại vì hiện giờ đối với bà đó là chỉ có 5 người trong đảng Dân Chủ của bà chuẩn bị ra tranh cử 2020 xác nhận những người đó là có khuynh hướng chủ nghĩa xã hội mà thôi, còn những người khác là không có. Đối với ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa thì bắt một cái câu khẩu hiệu của bên Dân Chủ để mà tố cáo, và tố cáo họ là những cái người càng ngày có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, đó là cái Medicare, hay khác đi là cái vấn đề y tế toàn dân. Cái Medicare là của mọi người, của toàn dân. Trong những cái lần trước chúng tôi và nhà báo Vinh Quy đã bình luận rằng là càng ngày Dân Chủ càng tiến đến gần xã hội chủ nghĩa. Họ nói rằng là mọi người trên nước Mỹ đều được cái quyền y tế, mọi người đều được học không trả tiền, tất cả đều là miễn phí. Thì người ta hỏi cái tiền ở đâu mà có, thì những cái người đó mới nói rằng lấy tiền của nhà giàu để mà trang trải, nó không khác gì cộng sản cả. Do đó cái điều đó chúng ta thấy rất là nguy hiểm, nó kéo lùi cái sự phát triển của nước Mỹ. Nước Mỹ phát triển là tại vì đi đâu trong cái vấn đề là tư bản. Cái điều đó là rõ ràng ai cũng thấy. Do đó cái tâm tư của bà Pelosi khi mà bà nói cái này trên cái chương trình 60 Minutes thì rõ ràng chúng ta thấy những cái lời tố cáo hay là những cái chiến dịch vận động của ông Trump nó có kết quả. Dân chúng người ta sợ hay người ta ruồng bỏ cái xã hội chủ nghĩa của những cái người giàu, bà xác nhận chỉ có 5 người. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là nhiều hơn nữa chứ không phải là 5 người. Thành ra những cái chủ trương từ cái thời chủ trương của ông Obama là tôi gọi là Obamacare là gì, có y tế toàn dân, thấy không? Dạ. Tức là rõ ràng là mọi người đều hưởng cái y tế. Cái điều đó nó gần gần với cái chủ nghĩa xã hội. Chúng ta thấy đây tới ngày bầu cử thì ông Trump đã chọn đúng cái khẩu hiệu để mà đánh. Và cái chuyện ông Trump chuẩn bị cái chiến dịch ở Venezuela mà chúng tôi nói, đó là những cái nước có quan điểm chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Thì cái điều đó nó làm cho người dân người ta thích thú. Và chúng tôi nghĩ nếu không có gì thay đổi Dân Chủ mà cứ đeo đuổi cái chủ nghĩa xã hội thì có lẽ là thất cử nữa. Và ông Trump tiếp tục đắc cử, thưa anh Nguyên Nguyên. Vâng, giữa cái tình trạng này mà bà chủ tịch của Hạ viện Pelosi đó
đã lên tiếng và xác nhận rằng là Đảng Dân Chủ không phải là cái đảng mà có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Thì ở đây thật sự tại sao lại có được cái dư luận đó mà để mà bà phải cải chính như vậy? Nếu mà không có lửa sao có khói? Có khói hả? Trong 8 ông mà trong 8 người, trong cái số 11 người mà cho giờ phút này của Đảng Dân Chủ dự trù ra tranh chức tổng thống mà ứng cử đó, thì đã có đến 8 người mà tuyên bố, và có những người tuyên bố về thật rằng là có thể theo những cái đường lối của xã hội chủ nghĩa nó tốt cho người dân thì chúng ta theo. Thế nhưng mà đối với người dân Hoa Kỳ thì rồi chúng tôi đồng ý là tất cả những cái quyền lợi phúc lợi cho người dân mà chính phủ ngó tới đó là ok, vẫn rất tốt. Nhưng mà ngó tới làm sao để không đưa chính phủ đến nạn độc tài và từ độc tài sẽ dẫn sang tham nhũng. Điều mà từ trước nay nước Mỹ là qua bao nhiêu thế hệ tổng thống và đã dày công xây đắp lên một cái nền dân chủ như thế này thì không nên chốc lát mà chúng ta bỏ ra, bỏ phí mất cái sự dân chủ mà để đưa chính phủ trở thành một cái chính phủ tương đối là độc tài theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa là độc tài rồi. Và vì thế cho nên là, vì thế bà Pelosi rất là sợ hãi cái này. Nếu mà thật sự ra có những cái khuynh hướng như vậy thật sự mà tranh cử thì chắc chắn 100% những cái ứng cử viên đó không thể nào mà nhận được phiếu của người dân Hoa Kỳ hết. Thưa giáo sư, bà sợ sao chi nữa, bà cũng không bắt những cái người mà trong Đảng Dân Chủ rời bỏ cái quan điểm đó, vì cái đó là cái quan điểm của họ rồi. Dạ thưa anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại trở lại cái tình hình Venezuela. Thì trước những cái tin đồn hoặc những cái tin mà tiết lộ ra là Hoa Kỳ đang dục dịch có thể áp dụng biện pháp quân sự sau khi mà họp kín với lại một số các nước ở Nam Mỹ để mà thăm dò ý kiến, thì ở bên bà phó tổng thống của nước Venezuela vội vàng lên tiếng ngay và cáo buộc rằng là nếu Hoa Kỳ dùng biện pháp quân sự đưa quân vào Venezuela là Hoa Kỳ đã phạm vào tội ác là hủy diệt loài người. Kinh khủng. Bây giờ chúng ta coi cái câu đó thì chúng ta thấy như thế nào? Bây giờ cân nhắc hai bên. Vâng, nếu mà bị đưa quân đội vào mà có chém giết hay là hoặc hạ được chế độ ông Maduro, thì so sánh với nếu mà ông Maduro còn ở cái chức tổng thống Venezuela với một cái chế độ độc tài và tham nhũng và bất lực như vậy, đưa dân chúng đến nghèo khổ đến độ thuốc men không có, cơm áo không có, thì ai là cái người giết dân, giết người? Đi đợt chính phủ Mỹ chưa thấy là giết đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ cái chế độ của Maduro như vậy, thì bây giờ cái bà phó tổng thống mà lên tiếng như vậy á, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tiếng kêu của bà hoặc là cái tiếng kết án của bà ấy cũng rơi vào trong cái không khí sa mạc mà thôi. Cũng như là ở đây á, thì cái luận điệu của chính phủ Hoa Kỳ mà hiện tại bây giờ thì chưa có một cái dấu hiệu chỉ dấu nào rõ rệt là Hoa Kỳ đưa quân đội, dự trù quân đội đưa vào Venezuela, mà chỉ có những cái biện pháp Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt lên Venezuela. Trừng phạt cái gì? Trừng phạt cái ngành dầu hỏa, tức làm cái ngành chính yếu mà đưa đến lợi tức của quốc gia của Venezuela. Thì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã cấm hoặc là đã trừng phạt hai cái công ty chuyển dầu của Venezuela sang Cuba, và đồng thời và trừng phạt tất cả những cái nhà tư bản hoặc là những công ty nào mà dính dáng với lại Venezuela trong việc chuyển dầu ra nước ngoài. Thì cái điều đó càng ngày làm cái đất nước Venezuela càng cạn kiệt cái ngoại tệ, không có tiền mua. Và theo Maduro nói rằng là cái này là tội ác của ông, của Hoa Kỳ, không mà khóa hết tất cả cái kho, chúng tôi không có tiền, làm sao chúng tôi có tiền mà mua phẩm vật để cho dân chúng? Thì cái sự dân chúng hiện tại bây giờ nghèo đói khổ là ở Hoa Kỳ, không phải ở chế độ chúng tôi, thưa giáo sư. Cái lời phản ứng của bà phó tổng thống chúng ta thấy tự nhiên, bởi vì bà là phó tổng thống của ông Maduro, trong khi đó Hoa Kỳ đang họp, và chúng tôi nói tức là họp cách đây mấy tuần ở tại Washington trong cái CSIS, tức là trung tâm nghiên cứu chiến lược của Mỹ, gần 40 người và chuẩn bị những cái giải pháp có thể đối phó với Venezuela, trong đó có tất cả những cái giải pháp tiền bạc, mọi chuyện từ tình báo tới USAID tới các cái nước như là
Bolivia, Chile, cái những cái nước ở mà nằm ở gian ở phía nam của Venezuela, để cho thấy Hoa Kỳ đã chuẩn bị tất cả những cái phương án. Hiện giờ người ta nói là Venezuela đã bán đi 9 tấn vàng là xài hết rồi. Trung Quốc đã rót tiền, và chính cái điều này Mỹ đã lên tiếng, ông Bộ trưởng Ngoại giao, ông Pompeo đã lên tiếng, nói rằng là Trung Quốc rót tiền để mà nuôi dưỡng cho cái chính quyền mà của Maduro hô hấp, tức là để sống được thoi thóp mấy ngày nay. Do đó chúng ta thấy cái chuyện đó nó rõ ràng. Còn như phần trước chúng tôi nói là chính quyền Mỹ là từ nhiều thời chúng phải tới ông Donald Trump phải tìm cách lật đổ cho được Venezuela, là bởi vì họ đã đi từ cái chủ nghĩa độc lập dân tộc, sau khi đuổi thực dân ra thì họ chuyển sang sau chủ nghĩa, và họ kết hợp với các cái nước Cuba, Guatemala, các cái nước ăn phía nam để tạo ra cái mà Hoa Kỳ gọi là liên minh ma quỷ, để mà phong tỏa, để mà áp lực các cái nước phía nam. Vì thế cho nên chúng ta thấy ngày nay không thể có một cái chế độ chủ nghĩa xã hội, nó nằm ở sân sau của Hoa Kỳ, ảnh hưởng tới Hoa Kỳ rất nhiều. Cái điều đó Hoa Kỳ phải làm những cái chuyện đó, nó trở lại như cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Nếu không chiến tranh lạnh thì cũng phải gần như cái chiến tranh lạnh, phải giải quyết. Và chính Nga đã đưa quân vào đó, Trung Quốc đã đưa quân vào đó, thì cái điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều an ninh của Mỹ. Thưa khán thính giả, thưa ông Viên Huy, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.